Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. khánh xin mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 356 của bộ truyện Tiên hiệp giải tập Nhân đạo chí tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, khánh duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, thể theo nguyện vọng của một số bạn muốn nghe thu âm và để hoàn thiện bản đánh giá khảo sát do khánh duy đã đề ra, thì khánh duy sẽ mời quý vị và các bạn cùng quay lại với bản thu âm audio của khánh duy nhân đạo chí tôn tập 356. Tiếp theo phần trước Lại nói lúc bây giờ Thanh âm của đại tư mệnh vang lên Ở bên trong chiến tiên phủ cao cao tại thượng Toàn bộ đám thần vương đột nhiên bắt đầu thiêu đốt Biến thành đạo hỏa hừng hực Xông thẳng vào đạo giới Trong lòng trung nhạc nhất thời trầm xuống Đại tư mệnh vẫn là đúng như hoa tư nương nương Và lôi chạy của thần đã dự liệu như trước vậy Hắn đã hạ thủ với đám thần vương di chứng của hắn Huyết tế bọn họ Tế vào đạo giới củng cố đạo giới đại tư mệnh trên tế đàn chấn thiên phủ từng tôn thần vương không ngừng kêu thảm trạng diện vô cùng thê thảm từng tôn từng tôn thần vương bị tươi sống tế diệt đại đạo của bọn họ héo khuất bởi một ý niệm của đại tư mệnh ở trước mặt đại tư mệnh bọn họ quả thật không có lực phản kháng nhục thân và đại đạo của bọn họ tan rã biến thành đạo quang và đạo hỏa dung nhập vào đạo giới vững chắc đạo giới khiến cho ảnh hưởng của hỗn độn liên đối với đạo giới càng lúc lại càng nhỏ vì sao ngươi ngươi lại phản bội chúng ta Khởi Nguyên Thần Vương ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt khó có thể tin nổi, nhìn về phía vị trí hiếu này của chính mình. Trong khoảnh khắc, hắn liền tóc bạc như cước, đau khổ hỏi: "Vì sao? Vì sao lại phản bội chúng ta như vậy?" Khởi Nguyên, là ngươi đã phản bội ta trước kìa. Sắc mặt của đại tư mệnh thản nhiên, không có chút biến hóa gì, bình tĩnh nói: "Ngươi đã đánh lén ta, khiến cho ta táng thân 200 vạn năm trước, ta đã khoan nhượng ngươi rất lâu rồi." trong mắt cả khởi nguyên thần vương lộ ra thần sắc tuyệt vọng ta không có ta chưa từng bao giờ phản bội ngươi cả đại tư mệnh mắt điếc tay ngơ biểu tình ở trên mặt vẫn như cũ là cực kỳ bình thản không có một tia gợn sóng nào huyết tế đám thần vương này đối với hắn chính là kế hoạch sớm đã được định sẵn trận chiến này hắn phải để cho thế nhân nhìn thấy uy nghiêm của bản thân phải để cho thế nhân nhớ rõ uy nghiêm của hắn hắn đã yên lặng quá lâu đã nhẫn nhịn quá lâu thế nhân hiện tại chỉ có biết đến khởi nguyên đạo thần tứ diện thần và thiên chỉ biết đến có đế nhạc còn kẻ nào còn nhớ tới đại tư mệnh trước đây đã từng hùng bá thế gian mấy trăm ức năm đây sinh linh hậu thiên giống như côn trùng giống như phù du vậy sớm sinh chiều chết ngắn ngủi hai trăm vạn năm đã thay đổi một đời rồi lại một đời bọn họ đã quên mất chúa tể chân chính của phiến thiên địa này hiện tại đã tới lúc lưu lại cho bọn họ ký ức khắc cốt minh tâm này bản thân thần vương thái cổ chính là do đại đạo sinh ra Nhục thân của bọn họ chính là do đại đạo thiên địa tế diệt bọn họ đủ để chống lại hỗn độn liên và trọng áp của hỗn độn, đồng thời có thể khiến cho đạo giới bình định, định hình. Chỉ là hắn cũng không biết, cái duy nhất mà hắn còn thiếu chính là đại đạo luân hồi. Không có đại đạo luân hồi, cho dù có huyết tế toàn bộ các thần vương, cho dù bản thân hắn mạnh mẽ mở ra đạo giới, chống đỡ đạo giới thì đạo giới thủy chung cũng sẽ bị sụp đổ chỉ khi nào để cho đại đạo luân hồi của luân hồi thánh vương xuyên qua toàn bộ đại đạo của đạo giới hình thành đại đạo luân hồi mới có thể khiến cho đạo giới chân chính vững chắc trung nhạc biết rõ điểm này đám người khởi nguyên đạo thần tứ diện thần cũng biết rõ điểm này duy chỉ có mỗi mình đại tư mệnh là không biết ta thật sự không có phản bội ngươi toàn thân khởi nguyên thần vương thiêu đốt bởi đạo hỏa khàn giọng hét lên thật sự không có người là đại huynh của ta ta sao có thể phản bội ngươi đây? Dừng tay, ngươi mau dừng tay lại. Trái tim của đại tư mệnh thoáng nhói đau, ánh mắt chuyển rời, tiếp tục giết về phía đám người khởi nguyên đạo thần và tứ dự thần. Khởi nguyên thần vương gọi hắn là đại huynh, rất nhiều thần vương đều không rõ ràng lắm nguyên nhân ở trong đấy, Tuy nhưng hắn và khởi nguyên thần vương đều biết vô cùng rõ ràng. Đại tư mệnh là tiên thiên thần ma đầu tiên sinh ra trong vũ trụ, hỗn độn bạo tạc, vũ trụ mở ra. Trước khi vô tận tinh tú băng hiện, không gian và thời gian còn chưa xuất hiện trong khoảnh khắc bạo tạc đấy đại tư mệnh đã sinh ra tiếp theo đó là thánh địa khởi nguyên xuất hiện quang mang vô lượng từ trong thánh địa khởi nguyên bùng phát ra ngoài quần tinh gào thét dùng tốc độ siêu việt hơn tốc độ ánh sáng gào thét bay đi xa vô số tinh tú trong lúc xung chuyển không ngừng diễn sinh không ngừng hủy diệt lúc này quang và ám vẫn chưa được hình thành mãi cho tới khi tốc độ vũ trụ của lão bành trướng thấp hơn tốc độ ánh sáng lúc này mới phân chia quang minh và hắc ám diễn sinh ra hai loại đại đạo quang minh và hắc ám từ đó đã có thể có thánh địa quang minh và thánh địa hắc ám ra đời mà khi đấy cách vũ trụ đại bạo tạc đã trải qua 10 ức năm đằng đẵng trong thời gian này đại tư mệnh vẫn luôn cư ngụ trong khởi nguyên tri địa quan sát một sinh mệnh thể hoàn toàn mới diễn sinh ở trong thánh địa này sinh mệnh thể thứ hai trong vũ trụ khởi nguyên thần vương đản sinh từ đó trở đi khởi nguyên thần vương liền gọi đại tư mệnh là đại huynh hai vị tiên thiên thần ma ở trong vũ trụ cô tịch này hỗ trợ lẫn nhau. Đại tư mệnh nhìn khởi nguyên thần vương sinh ra, khởi nguyên thần vương đối với đại tư mệnh có cảm giác ỉ lại rất mạnh. Đại tư mệnh đối với khởi nguyên thần vương cũng cực kỳ tín nhiệm. Lại trải qua thêm hai ước năm, quang và ám dần dần ổn định, vũ trụ cổ lão cũng dần dần ổn định trở lại. đã có vũ và trụ, hai tòa thánh địa vũ thanh và trụ quang sinh ra, hai tòa thánh địa nguyên âm và nguyên dương sinh ra, ba tòa thánh địa nguyên thần, nguyên ma và nguyên tà cũng được sinh ra. Tiếp theo đấy chính là thiên địa thủy, phong hỏa, lôi sơn trạch, bát khoáng xác định, Kiểu cung dựng lên. Thiên can địa chi, tí ngọ 36 tiểu chu thiên, 365 đại chu thiên, 36, 72, 108 thần túc. Đủ các loại, các dạng tiên thiên thánh địa, tầng tầng lớp lớp sinh ra. Càng lúc càng nhiều tiên thiên thần ma nhau nhau xuất hiện, mỗi người chiếm cứ một mảnh không gian hảo hãn của vũ trụ cổ lão. Vũ trụ cổ lão thật sự quá lớn, thần thông của đám tiên thiên thần ma này lúc đấy vẫn chưa cường đại tới đâu mỗi người chiếm cứ một mảnh lãnh địa ngược lại cũng không cảm giác chật chội vũ trụ cổ lão lúc đấy còn có một đám sinh vật kỳ lạ không phải là thần không phải là ma là sinh mệnh do những tinh cầu to lớn biến thành cường hoành bá đạo thôn phệ quần tinh còn có một đám sinh mệnh thể cổ quái tự do ngao du trong thể không còn có một đám sinh mệnh thể sinh ra trong lôi đình đại hỏa giống như tiên thiên thần ma cũng không phải là tiên thiên thần ma chạy loạn thôn phệ khắp nơi phá hoại vũ trụ của lão vũ trụ của lão lúc đấy cực kỳ nguy hiểm vũ trụ không ổn định thường xuyên có đủ các loại sự tình của quái phát sinh đại tư mệnh và khởi nguyên đối phó với đám sinh mệnh thể kỳ lạ kia gặp gỡ rất nhiều tiên thiên thần ma thế nhưng cũng phát sinh xung đột kịch liệt thời điểm đấy thực lực của bọn họ cũng không cường đại bao nhiêu cả chỉ vẹn vẹn tương đương với đế quân hiện tại bọn họ chạy loạn trong vũ trụ đại chiến với đám tinh tộc cường đại dị thường vô cùng cật lực mà giữa các thần vương cũng có những chàng đại chiến kịch liệt. Thời điểm đấy, khả năng trưởng khống đối với đại đạo sinh mệnh của đại tư mệnh vẫn chưa thành thạo như hiện tại, lĩnh ngộ cũng chưa thấu triệt như vậy. Quan trọng nhất chính là sinh mệnh trong vũ trụ là quá ít ỏi. Hắn vẫn có đối thủ có thể đối địch, cũng từng rất nhiều lần gặp phải hung hiểm. Lôi Trạch và Hoa Tư cũng là vào lúc đó khởi nghiệp, trở thành hai vị lãnh tụ có danh vọng khá cao trong tiên thiên thần ma, đối kháng với đám sinh mệnh thể của quái ở trong vũ trụ cổ lão kia bởi vì giữa bọn họ và đại tư mệnh có xung đột trên phương diện lý niệm vì vậy đã kết thành thù hận trước đây hoa tư và lôi trạch cũng từng nhiều lần mai phục qua đại tư mệnh suýt chút nữa còn đánh chết hắn lúc đấy lôi trạch đã nhận được tiên thiên quả thụ vừa tế khởi tiên thiên quả thụ 99 mươi đại đạo tiên thiên liền biến thành 99 quả trái cây kích thước như tinh cầu đánh cho đại tư mệnh chật vật đến không chịu nổi may mà có khởi nguyên thần vương toàn lực tương trợ nhiều lần giúp hắn trốn thoát một mạng khởi nguyên thần vương đã giúp đại tư mệnh tránh thoát không biết bao nhiêu lần nguy hiểm tình hữu nghị giữa hai người bọn họ cũng càng lúc càng thâm hậu hơn cả hai đều xem nhau là đồng bạn có thể giao phó tính mạng được đại tư mệnh bản tính cao ngạo khó có thể thân cận nhưng khởi nguyên thần vương bản tính thì lại khôn khéo linh hoạt tự biết chỉ dựa vào hai người bọn họ khó có thể đối kháng với hai vị lãnh tụ lôi trạch và hoa tư cho nên đã ân uy kết hợp khiến cho rất nhiều thần vương tụ tập lại ở dưới trướng đại tư mệnh lúc đấy đại tư mệnh vẫn còn có đối thủ cường đại giữa các thần vương cũng là không ai phục ai chỉ có trải qua từng chàng, từng chàng ác chiến mới có thể định ra lãnh tụ chân chính đám thần vương lúc đấy chiến đấu cực kỳ cuồng dã thậm chí còn tế khởi tiên thiên thánh địa của chính mình xem thánh địa như là vũ khí dùng ma lực công kích địch nhân phương thức chiến đấu vô cùng bá đạo loại phương thức này ở hậu thế cực kỳ là hiếm thấy đại tư mệnh không có thánh địa của chính mình thánh địa của khởi nguyên thần vương cũng không thể di chuyển. Tình cảnh của hai người ở trong đám thần vương có thể nói là cực kỳ gian nan. Nhưng cho dù là như vậy thì danh tiếng của đại tư mệnh cũng dưới sự trợ giúp của khởi nguyên thần vương dần dần được lên cao. Càng lúc càng vang dội, hắn dần dần hoặc là hàng phục hoặc là chấn áp hoặc là hủy diệt từng cái từng cái đối thủ cường đại của bản thân. Lôi trạch và hoa tư đối mặt với đại tư mệnh càng lúc càng mạnh lên không thể không liên thủ với nhau. Bên cạnh hai vị tồn tại này cũng có rất nhiều kẻ đi theo thực lực cường đại có uy hiếp cực lớn đối với thế lực của đại tư mệnh. Vì vậy khởi nguyên thần vương đã lập kế hoạch xử lý lôi trạch có một đệ đệ gọi là thủy long, hoa tư có một muội muội gọi là hậu thổ. khởi nguyên thần vương thu phục thủy long và hậu thổ đưa về di chứng đại tư mệnh. một chiêu này quả thật rất tuyệt. lôi trạch bởi vì đệ đệ của chính mình, hoa tư bởi vì muội muội của chính mình đã dần dần không mạnh mẽ đối nghịch với đại tư mệnh nữa. khởi nguyên thần vương lại chậm chạp phân hóa thế lực của hai vị lãnh tụ khiến cho càng lúc càng nhiều thần vương ngược lại đầu nhập vào chỗ đại tư mệnh vì vậy vũ trụ cổ lão lần đầu tiên được nhất thống đại tư mệnh cũng vì vậy mà trở thành chư thần chi chủ trở thành người thống trị của thời đại hắc ám chỉnh hợp hết thảy mọi lực lượng đối kháng đám sinh mệnh kỳ dị tàn sát vũ trụ cổ lão kia săn bằng mọi ý hiếp của cổ thần vương bọn họ là vai chính của cái thời đại kia những sự tình kinh lịch có thể nói là một quyển truyền kỳ cố sự khiến cho người ta cảm thấy cảm khái không thôi. Có thể nói, không có khởi nguyên thần vương sẽ không có đại tư mệnh. Nhưng người đã phản bội ta. Trong mắt của đại tư mệnh lóe lên thần sắc thất vọng, thất lạc và buồn bã. Huynh đệ tốt nhất của chính mình lại phản bội chính mình, ám toán chính mình tại trấn thiên phủ. Đồng thời, ám toán những chiến hữu đã sóng vai tác chiến với bọn họ tại trấn thiên phủ khiến cho xương khô khắp nơi trên mặt đất đại kế của chính mình thời đại của chính mình hết thảy đều bị hủy hoại ở trong chốc lát hắn chết chưa hết tội thật sự là chết chưa hết tội thần sắc thất lạc và buồn bã trong mắt của đại tư mệnh thối lui chỉ còn lại có kiên nghị và lạnh lùng khởi nguyên thần vương cho tới hiện tại vẫn còn muốn lừa dối hắn còn muốn lừa gạt hắn quả thật là quá xem thường hắn rồi năm xưa ngay khoảnh khắc khởi nguyên thần vương an toán hắn kia hắn thương tâm tới mức nào nhưng hiện tại hắn đã không còn thương tâm nữa mà là có một loại tư sướng vì báo được thù khiến cho mấy trăm tôn thần vương chôn cùng vị trí hữu này của chính mình cũng tính là không khiến cho hắn thất vọng quá rồi rốt cuộc mấy trăm tôn thần vương trên tế đàn kia hết thảy đều đã chết đã vẫn lạc ngay cả khởi nguyên thần vương cũng chết trong tràng đại tế này tận mắt nhìn thấy trí hữu của chính mình biến thành thi thể ngay cả ý thức cũng bị hủy diệt trong đại tế đại tư mệnh đột nhiên có chút đau lòng khởi nguyên sau này người cũng không thể ám toán ta được nữa rồi Đại tư mệnh nhìn về phía đám người khởi nguyên đạo thần Đang bị đánh lui Sắc mặt hờ hững nói Hắn thôi động thế giới hoa Tụ tập toàn bộ lực lượng của tinh vực tử vi Uy năng hảo hãn khôn cùng Năm xưa Thời điểm hư không giới sụp đổ Đại tọa thôi động bị ngạn hoa Chạy thoát khỏi sự vây công của đám tồn tại bọn khởi nguyên đạo thần Khi đấy hư không giới đã sụp đổ Uy năng của bị đạn ngạn hoa Không còn ở trạng thái trí cường mà tinh vực tử vi lại là thế giới hoàn chỉnh, uy năng chất chứa đáng sợ là tới mức nào đây? Khởi nguyên đạo thần bị trọng thương, toàn thân đẫm máu, đại tư mạnh, thế nhưng lại không lưu tình chút nào, hơn phân nửa công kích đều rơi xuống chân người của hắn, tiếp tục phát tiết lời giận của chính mình. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng ầm vang thật lớn, khởi nguyên đạo thần bị uy năng của thế giới hoa quét trúng, quỳ dạp ở trên mặt đất, gầm lên một tiếng giận dữ, biến thành một đầu đại vật khổng lồ, toàn thân khí ấn cuồn cuộn lượn lờ biến thành hỗn độn hải minh mông bắt ngát dùng lực hỗn độn đối kháng với uy năng của thế giới hoa đại tư mệnh nhất thời ngẩn ngơ bàn tay cầm sinh mệnh của thụ đột nhiên run rẩy ngay cả tinh vực tử vi cũng đột nhiên bình tĩnh trở lại khởi nguyên hắn là bẩm khởi nguyên chân chính đã bị người giết chết rồi à, 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 đại tư mệnh sinh vật hỗn độn kia phát ra tiếng cười kinh thiên động địa hỗn độn hải ba động nâng thân thể hắn lên cuồn cuộn đánh về phía đại tư mệnh thời điểm sinh vật hỗn độn kia di chuyển thời không biến hóa tựa hồ đang quay ngược thời gian tựa hồ đang tái diễn lại quá khứ chỉ thấy trên không trung hỗn độn hải minh mông bất ngát có một cây thần thụ thản nhiên đang đứng yên đó là phù tăng thần thụ của đại nhật thần vương lúc này đại nhật thần vương đang trưởng quản linh căn phù tăng thụ gieo trồng trong vũ trụ cổ lão phía dưới chính là hỗn độn hải minh mông âm 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 đúng lúc này hỗn độn hải đột nhiên nứt ra một sinh vật hỗn độn từ trong hỗn độn hải lên bờ rung rung lắc lắc thân thể mở ra cái miệng lớn thôn phệ đại nhật thần vương đang lúc ngủ say trong tổ chim sau đấy một đường mà phóng chạy đợi tới lúc đại nhật thần vương phục sinh vẫn không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì một mảnh hỗn độn minh mông đột nhiên tập kích thánh địa khởi nguyên khí hỗn độn vô biên lan tỏa khởi nguyên thần vương đang tu luyện trong thánh địa vẫn chưa khôi phục lại tinh thần đã bị khí hỗn độn bao phủ một lúc sau một tôn khởi nguyên thần vương mới đã xuất hiện trong thánh địa khởi nguyên thời gian thấm thoát không biết trải qua bao lâu từ trong đạo giới đột nhiên rơi xuống một cỗ thi thể rơi thẳng vào trong thánh địa khởi nguyên khi đấy đã là sau khi thời đại địa kỷ kết thúc 10 vạn năm đại tư mệnh vẫn chưa phục sinh đột nhiên thời gian vặn vẹo chợt khôi phục trở lại sinh vật hỗn độn kia cười lạnh nói đại tư mệnh khởi nguyên thần vương chính là bị bản thân người giết chết kìa đại tư mệnh dên lên một tiếng cảm thấy đạo tâm của chính mình tự hồ như bị xé rách khí hỗn độn cuồn cuộn phóng vọt tới đánh thẳng lên lồng ngực của hắn hắn nghe được thanh âm đạo tâm của chính mình nứt vỡ ta sẽ không bái không bái ta ta sẽ không lần thứ hai thất bái mái tóc dài trên đầu đại tư mệnh tung bay tức giận quát lớn một tiếng hắn vất tay một cái một chiếc thiên dực cổ thuyền chợt đột nhiên từ trong bức cảnh nguyên thần của trung nhạc phá không bay ra bay về phía của đại tư mệnh Lời trách, Thủy Long đang ở trên thuyền, ta sẽ phục sinh hắn, người tới giúp ta, bằng không đệ đệ của ngươi sẽ vĩnh viễn, mà tử vong, sẽ không có khả năng phục sinh nữa đâu. Lại nói, thiên dực của thuyền chính là do đại tư mệnh và rất nhiều thần vương viễn cổ, cộng đồng luyện chế. Vốn dĩ, mục đích luyện chế chiếc thuyền này là dựa vào chiếc thuyền này xuyên toa thể không bất kỳ. Lúc đấy, vô số thần vương đã lạc ấn đại đạo của chính mình lên trên thuyền, khi đấy trong các tồn tại luyện chế chiếc thuyền này, có hai tôn thần vương vũ thanh và trụ quang có nhật nguyệt và âm dương có lục hợp Bất hoang có hắc bạch nhị đế thần ma tả tam đế có khởi nguyên vân vân có thể nói là đã tụ tập toàn bộ những lực lượng cường đại nhất thời điểm đấy mà ở 200 vạn năm trước trong trận chiến đại tư mệnh bị khởi nguyên đạo thần ám toán bị đạo giới đẻ chết kia rất nhiều thần vương đã dùng tiên thiên thần ngữ phát ra đại thể nguyện dùng thực lực cả đời phát hạ thể nguyện khiến cho đại tư mệnh có thể phục sinh một lần nữa ngóc đầu trở lại Lúc đấy, Thủy Long dùng thân nhập thuyền, dung nhập bản thân vào trong chiếc cổ thuyền này. Ý thức đại đạo và nhục thân của hắn hòa làm một thể với thiên dực cổ thuyền. Trung nhạc về trong tinh hà của Trấn Thiên Quan, lôi chiếc cổ thuyền mai một đã lâu này ra, dựa vào chiếc cổ thuyền này đã tránh thoát không biết bao nhiêu trận sát kiếp, bao nhiêu lần hung hiểm. Bất quá, thiên dực cổ thuyền Thủy Trung vẫn không thuộc về hắn mà là thuộc về Đại Tư Mệnh. Nhưng Đại Tư Mệnh cũng chưa từng có ý định thu hồi chức cổ thuyền này. Trung Nhạc cũng yên tâm thoải mái sử dụng chiếc cổ thuyền này. Cho dù sau khi trở thành thiên đế, hắn cũng thường xuyên dùng tới chiếc cổ thuyền này đi tuần hành thị sát thiên hạ. Thế nhưng, hắn lại không ngờ mục đích của đại tư mệnh hóa ra lại là như vậy. Cũng may hiện tại số lần Trung Nhạc sử dụng chiếc cổ thuyền này càng lúc càng ít bằng không. Nếu đang trong lúc hắn sử dụng chiếc cổ thuyền này đột nhiên bị đại tư mệnh triệu hồi huyết tế, hắn có thể chạy thoát, thế nhưng những người còn lại chỉ sợ không có may mắn như vậy. Trung Nhạc thậm chí còn hoài nghi đại tư mệnh bởi vì mở ra đạo giới thậm chí còn có ý tưởng huyết tế luôn cả trung nhạc kể cả đám người lôi trạch hoa tư nữa chỉ là lần này trung nhạc đi tới chấn thiên quan cũng không phải là cưỡi trên chiếc cổ thuyền này mới khiến cho hắn không có cơ hội xuất thủ nhưng hiện tại đại tư mệnh lại dùng tính mạng của thủy long uy hiếp lôi trạch hiển nhiên khởi nguyên đạo thần là sinh vật hỗn độn giả mạo khởi nguyên thần vương vạch trần chuyện tình hắn giết lầm khởi nguyên thần vương khiến cho đạo tâm của hắn bị trùng kích quá lớn đạo tâm của hắn đã vỡ tan thành mảnh nhỏ hóa ra cả nguyên thần vương căn bản không hề phản bội hắn mà hắn lại đã đã phản bội bằng hữu tốt nhất của chính mình đệ đệ của chính mình vị huynh đệ từ trước tới giờ vẫn luôn luôn toàn tâm toàn ý vất vả vì chính mình bằng hữu tốt nhất chết trong tay chính mình bị chính mình xem như là địch nhân lớn nhất mà giết chết đây không thể nghi ngờ chính là sự tình đau lòng nhất hắn tự tay giết chết cả nguyên thần vương cũng đã tự tay bóp nát trái tim của chính mình thời điểm này tâm thần của hắn đã đại loạn, không thể nào lại thao tha túng tinh vực tử vi. Dưới tình huống này, hắn căn bản không phải là đối thủ của đám người khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần, mà chấp niệm không chịu thua của hắn lại khiến cho hắn không chịu thua, không thừa nhận chính mình đã thất bại. Cho nên hắn mới vận dụng một chiêu này khiến cho lôi trạch thay hắn đánh một trận. Một khi lôi trạch động thủ, vậy Trung Nhạc tất nhiên cũng sẽ động thủ. Chỉ cần Trung Nhạc động thủ, đám người hoa tư đại toại và phong hữu chung cũng không thể ngồi yên, nhất định là sẽ tham chiến. Dưới sự hỗ trợ của những cường giả này, hắn vẫn là người thắng cuối cùng. Hắn là đại tư mệnh, hắn không cần bằng hữu, không cần huynh đệ, thân là kẻ thống trị phiến vũ trụ này mấy trăm ức năm, hắn nhất định là một người cô đơn. Lôi Trạch nhất thời giận dữ, lập tức đứng dậy, thế nhưng Trung Nhạc đã giơ tay lên, lắc lắc đầu mỉm cười nói: "Tâm thần của đại tư mệnh đã bị loạn rồi, đạo tâm đã sụp đổ tan rã, hắn đã hành động không còn lý trí nữa rồi, Chúng ta cùng lên, các ngươi không cần để ý tới những người khác, cứ việc hộ pháp cho ta. Hoa tư nương nương đứng dậy, khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị nói. Một khi chúng ta xông lên, đại tư mệnh tất nhiên sẽ để cho chúng ta gánh chịu áp lực của đạo giới. Mà hắn sẽ nhân cơ hội thoát thân, xông vào trong đạo giới kia. Nếu như đạo giới không thành công mở ra, kẻ gánh chịu hậu quả của đạo giới sụp đổ cũng chính là chúng ta, chứ không phải hắn ta kia. Chúng ta bị đạo giới sụp đổ đè chết, hắn vẫn như cũ sẽ bình yên vô sự, tâm tư của nàng tinh tế hơn lôi trạch của thần không biết bao nhiêu lần chỉ nhìn vào vài chi tiết đã biết được toàn bộ chân tướng suy đoán rất rõ ràng tâm tư của đại tư mệnh ta sẽ không kháng trú áp lực của đạo giới trung nhạc khẽ mỉm cười quang luân sau đổ xoay tròn mang theo đám người càng lên càng cao lao thẳng về phía chấn thiên phủ ta đợi cơ hội này đã rất lâu rồi đám người khởi nguyên đạo thần tứ diện thần cũng sẽ nhân cơ hội này mà xông vào đạo giới lúc đấy bọn họ sẽ không thể phân tâm để ý tí ta các người cũng nhân cơ hội mà tiến vào đạo giới ánh mắt phong hữu trung chấp động tán thưởng có chút tổn tại sau khi tiến vào đế cánh sẽ tự mình bảo thủ không muốn mạo hiểm không muốn mở ra lĩnh vực mới lo lắng thất bại mà sư đệ thì vẫn như cũ tình dũng mãnh tiến có căn đảm mạo hiểm ngu huynh bội phục rồi ánh mắt của trung nhạc sáng lên Sư huynh rất hiếm khi khen ngợi người khác như vậy có thể được sư huynh tán dương trong lòng ta thấp thỏm lâu âu á. À? Thôi 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 thôi, đừng thổi phòng lẫn nhau nữa đi. lôi trạch cổ thần thổi dâu mép trừng mắt, khẩn trương nhìn về phía trấn thiên phủ, càng lúc càng gần nói. Trận chiến này chỉ sợ đối với chúng ta cũng vô cùng hung hiểm. Lần này đi tới đây, không một ai là kẻ yếu. Những kẻ yếu trước đây cũng đều đã bị đại tư mệnh huyết tế hết sạch rồi, còn lưu lại đều là tồn tại đỉnh cao nhất. Hắc bạch nhị đế, thiên, tứ diện thần Khải nguyên đạo thần, đại tư mệnh, lân hồi thánh vương, trận chiến này bọn họ có thể toàn thân trở lui hay không cũng đều không thể nói trước được. Xoẹt xoẹt. Sau đầu trung nhạc, không gian thất đạo luân hồi chậm rãi chuyển động, hắn mang theo đám người đáp xuống bên trên tế đàn trong chấn thiên phủ. Bốn phía tế đàn đều là thi thể của từng tôn từng tôn thần vương, toàn bộ ý thức của đại đạo cũng đều đã bị xóa đi. Đại tư mệnh đứng ở trung ương tế đàn, sắc mặt trầm như nước dùng sinh mệnh cổ thụ nâng đạo giới lên cao. Đạo giới càng lúc càng mỹ lệ, hùng vĩ kỳ bí. Lần này bởi vì mở ra đạo giới đã chết đi quá nhiều tồn tại, hơn nữa một ngàn đại đế, mấy trăm vạn đế quân tạo vật chủ, rồi lại cộng thêm mấy trăm tôn thần vương bọn khởi nguyên thần vương, cái giá có thể nói là to lớn thảm trọng. Mà đạo giới cũng đang nhanh chóng hình thành. Bất quá trung nhạc lại biết rõ đạo giới sẽ không dễ dàng hình thành như vậy, vẫn sẽ là sụp đổ. Trừ phi luân hồi thánh vương dùng đại đạo luân hồi xuyên qua đại đạo của đạo giới hình thành nên hệ thống đại đạo luân hồi mới có thể khiến cho đạo giới đại hình mà đại tư mệnh cũng không biết điểm này chỉ cảm thấy đạo giới vẫn như cố đang không ngừng sụp đổ khiến cho áp lực của chính mình càng lúc càng nặng hắn đã huyết tế rất nhiều thần vương thậm chí ngay cả trí hữu của chính mình cũng tiến hành huyết tế ý đồ ổn định lại đạo giới dựa theo phỏng đoán của hắn đạt được lực lượng tế tự khoáng đặt như vậy đạo giới hẳn là không nên tiếp tục sụp đổ nữa mới phải không nên vẫn như cũ để ép tới mức hắn không thể đứng thẳng người như hiện tại nhưng đạo giới vẫn còn đang tiếp tục sụp đổ khiến cho áp lực mang tới cho hắn càng lúc càng nặng hơn đạo giới rõ ràng là đã thành hình thế nhưng lại tiếp tục sụp đổ khiến cho trong lòng của hắn cho rằng đây là do hỗn độn liên của khởi nguyên đạo thần tạo thành cũng không hề suy nghĩ theo những phương diện khác lúc này đạo tâm của hắn đã tán loạn dưới thế công của đám người khởi nguyên đạo thần đã khó có thể chống đỡ không thể không ra hạ sách này dẫn đám người trung nhạc tới hỗ trợ trên mặt của trung nhạc mang theo nụ cười đáp hắn đáp xuống trung tâm tế đàn ngay bên cạnh đại tư mệnh đám người khởi nguyên đạo thần lập tức đình chỉ tiến công tứ diện thần cười ha hà nói bệ hạ người đã quá khinh suất rồi đại tư mệnh bản tính bạc tình bạc nghĩa người lại trợ giúp đại tư mệnh liền sẽ bị hắn ám toán thôi âm 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 đại tư mệnh đột nhiên phóng người bay đi ngay cả sinh mệnh của thụ cũng bị hắn rút lên đạo giới ngay lập tức trực tiếp chấn áp xuống áp về phía đám người trung nhạc đám người lôi trạch hoa tư và hậu thổ kinh hãi đang định giơ tay nâng đạo giới lên không cho đạo giới đẻ xuống nhưng chỉ thấy trung nhạc chợt dựng thẳng một ngón tay lên điểm lên mi tâm của chính mình chỉ nghe ông một tiếng trong mi tâm của hắn nhất thời đại phóng quang mang một cỗ quang mang vô cùng nóng cháy liền bùng phát ở trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện thần ma thái cực âm dương tứ tượng tiên thiên bắt quái từng tòa từng tòa thánh địa kia qua lại ngang dọc hình thái kỳ lạ mạnh mẽ nâng đạo giới lên toàn thân của trung nhạc khẽ co lại sau đó căng người ra biến thành hình thái tiên thiên phục khi tọa chấn trong thánh địa tiên thiên bắt quái giống như một tôn thần nhân bàn cổ tám cánh tay mở ra nâng đỡ từng đạo từng đạo tinh hà rực rỡ trên mặt của hắn mở ra con mắt thứ ba ba con mắt đều là tiên thiên thần nhãn thắt lưng bao phủ long lân chính là tiên thiên long lân cổ họng thở ra chính là khí tiên thiên trái tim đập mạnh chính là tiên thiên thần tâm máu huyết chính là tiên thiên thần huyết cái đuôi là tiên thiên xả vĩ phần sống lưng là tam thập tam trọng thiên chính là 33 khối tiên thiên long cốt đây chính là trạng thái hoàn mỹ nhất của hắn một khi triệt để đại phóng ra đế uy ngập trời chấn áp đương đại khiến cho tất cả các tồn tại trong bốn giới đều cảm thụ được đế uy dâng trào bá đạo của vị đệ nhất nhân đương đại này âm 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 đạo giới vẫn tiếp tục đè xuống liên tục vang vọng đặt trên tám đầu cánh tay của trung nhạc trung nhạc một mình chống trời đại đạo luân hồi đã tạo thành bát đạo luân hồi khiến cho hắn có được lực lượng uy năng vô biên nhưng cho dù là vậy áp lực to lớn của đạo giới vẫn khiến cho xương cốt của hắn ầm ầm đùng đùng vang dội thất khiếu phun lửa khó có thể chống đỡ đại tư mệnh là dựa vào sinh mệnh của thụ để chống đỡ mà hắn lại là dựa vào thân thể của chính mình để mà chống đỡ ánh mắt trung nhạc kẽ động quét về phía hai tôn luân hồi thánh vương ở xa xa trong lòng lân hồi thánh vương nhất thể nghiêm nghị thì ra là thế hắn cũng không đơn thuần chỉ muốn mượn đại đạo luân hồi của ta trùng tu tiên thiên thánh địa nếu là như vậy hắn cần phải chuyển thế mấy ngàn năm mới có thể khôi phục lại tiêu chuẩn hiện tại hắn là muốn mượn đạo giới để chấn áp một thân đạo hạnh của chính mình để đạo giới đập vụn hết thảy tiên thiên thánh địa của hắn kể cả biết cảnh nguyên thần của hắn nghiền ép hết thảy thành hỗn độn cái tiền này quá mạo hiểm rồi hắn và Trung Nhạc đã ký kết khế ước hỗn độn, nếu không làm theo khế ước, vậy sẽ lên biến thành khí hỗn độn. Nhưng hiện tại, thật sự chính là thời cơ cực tốt để giết chết Trung Nhạc. Trung Nhạc đã tế khởi Tiên Tiên Thánh Địa của chính mình, đứng sừng sững trong Tiên Tiên Thánh Địa, giống như một tôn thần nhân bản cổ. Thời điểm này, toàn bộ lực lượng của hắn đều được dùng để đối phó trọng áp của đạo giới. Chỉ cần dùng đại đạo luân hồi, thoáng động tay động chân một chút, tuyệt đối có thể khiến cho vị cường giả mạnh nhất đương đại này chết không có chỗ chôn. Cơ hội này thật sự là quá mê người, khiến cho Lân Hồi Thánh Vương cũng không khỏi dục dịch xuất động. Thế nhưng đúng vào lúc này, lồng ngực của hắn đột nhiên nóng lên, một luồng khí hỗn độn từ trong cổ áo tràn ra. Trong lòng Lân Hồi Thánh Vương cả kinh, lập tức cảm giác được đại đạo, nguyên thần và nhục thân của chính mình có xu thế tan rã thành khí hỗn độn, vội vàng bỏ qua cái ý niệm này. Vừa rồi, hắn còn chưa động thủ, chỉ mới nảy sinh ý niệm ở trong đầu, đã xúc động lạc ấn khí ước hỗn độn ở trên lồng ngực. Lạc ấn này cực kỳ bá đạo. Khiến cho hắn cảm giác được không hiểm Trước giờ chưa từng có Luân hồi thánh vương Trước khoan hãy từ từ Chưa vội không nên nóng vội Mà ổn định lại luân hồi của đại đạo đạo giới Tứ diện thần nhìn về phía trung nhạc Đang bị chấn áp dưới đạo giới Hắn cười hăng hắc nói Hiện tại đế nhạc đã bị đè nặng ở nơi này Muốn đi cũng đi không xong Chúng ta đi giết chết đại tư mệnh trước vậy Khởi nguyên đạo thần thắng rơi dựng một chút Nhìn về phía trung nhạc đang bị áp dưới đạo giới có chút không hiểu vì sao hắn lại chủ động để cho chính mình bị áp ở nơi đấy với trí tuệ của trung nhạc tuyệt đối sẽ không nhìn ra không nhìn ra dụng ý của đại tư mệnh như vậy hành động này của trung nhạc khiến cho trong lòng của hắn cảm thấy có chút quái dị chỉ sợ là có nguyên nguyên nhân khác bất quá thời điểm này quả thật chính là thời cơ cực tốt để giết chết đại tư mệnh tuyệt đối không thể bỏ qua được mà bên cạnh trung nhạc có năm vị cường giả lôi trạch hoa tư hậu thổ đại toại và phong Đạo tôn nghĩ muốn vượt qua bọn họ để giết chết Trung Nhạc cũng không phải là quá dễ dàng. Cộng thêm Trung Nhạc đang bị đạo giới áp ở nơi này, trong lúc nhất thời nửa khắc cũng không thể chạy đi đâu được. Cũng được, vậy thì giết đại tư mệnh trước vậy. Hắn phóng người bay thẳng lên không trung, cùng với đám người tứ diện thần lao thẳng về phía đạo giới, hắn quát lớn. Luân hồi đạo hữu, trước khoan hãy ổn định lại đại đạo luân hồi. Đám người rất nhanh thâm nhập vào trong đạo giới, Lương hồi Thánh Vương thở phào nhẹ nhõm, cất bước đi về phía Trung Nhạc trong Trấn Thiên Phủ. Hắn mỉm cười nói: Bệ hạ, người thật sự muốn làm như vậy sao? Người chỉ luân hồi một lần trong đại đạo luân hồi, khả năng thành công đã không lớn. Huống chi còn có đạo giới đang áp người nữa kìa. Đám người lôi trạch cảnh sát nhìn hắn, ngăn cản trước mặt hai tôn luân hồi Thánh Vương. Để cho hắn tới đây. Tám cánh tay của Trung Nhạc nâng đạo giới giới lên, vạn phần cật lực nói. Luân hồi thánh vương khẽ mỉm cười, chậm rãi tiến vào, thản nhiên nói: Bệ hạ đã là tồn tại tôn quý nhất trên thế gian, lại vẫn liều mạng như vậy, khiến cho ta vạn phần bệ phục rồi. Luân hồi đạo hữu nói đùa rồi. Hai hàm răng của trung nhạc cắn chặt, gắt cao chống đỡ trọng áp của đạo giới. Hắn trầm giọng nói: Sư huynh, các ngươi tiến vào đạo giới trước đi, ở đây có ta là được rồi. Đám người thoáng do dự một chút, lưu một mình trung nhạc đối mặt với luân hồi thánh vương sao? Chuyện này có chút không thích hợp. Áp lực của đạo giới mạnh mẽ tới đâu, tới mức nào đây, chỉ hơi chút lơ là sẽ lập tức tan xương nát thịt. Hơn nữa, luân hồi thánh vương cũng là bụng dạ khó lường. Cho dù hiện tại bị giới hạn bởi khí ước hỗn độn, tạm thời sẽ không hạ thủ với trung nhạc. Nhưng nếu như trung nhạc trong thời gian luân hồi bị thương nặng hoặc là luân hồi thánh vương không động chút chân tay gì gì đó trong thời gian hắn luân hồi cũng sẽ lưu lại tai họa ngầm chí mạng cho trung nhạc. Đại thoại mỉm cười nói. Ta cho dù có tiến vào đạo giới cũng là vô dụng, không bằng lưu lại nơi này hộ pháp cho bệ hạ. Hắn là tiên thiên tế tự thần, cho dù tiến vào đạo giới cũng không có khả năng trở thành đạo thần. Đám người lôi trạch cũng không yên lòng để cho một mình trung nhạc lưu lại ở nơi này, có hắn lưu lại hộ pháp chính là lựa chọn tốt nhất. Chiến lược của đại tội cực cao, mặc dù không bằng được đạo thần, thế nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Mặc dù thực lực luân hồi thánh vương cường đại, nhưng chỉ cần song thể vẫn chưa dung hợp sẽ không phải là đối thủ của đại toại đại toại cẩn thận đã nổi thánh vương lôi chạy của thần phân phó một câu sau đó bay thẳng lên không trung xông thẳng về phía đạo giới hòa tư nương nương hậu thổ nương nương và phong hiếu trung phong đạo tôn theo sát ở phía sau trước trước sau sau chui vào trong đạo giới hai tôn lân hồi thánh vương đi tới bên cạnh trung nhạc một trái một phải đứng hai bên của hắn mỉm cười nói bệ hạ chúng ta có thể bắt đầu được chưa Trung Nhạc gật đầu, áp lực của đạo giới càng lúc càng mạnh, nhất là sau khi đám người lôi trạch, phong hữu trung tiến vào trong đạo giới, áp lực lại càng lớn hơn. Đám người khởi nguyên đạo thần, đại tư mệnh giao phong với đám người lôi trạch trong đạo giới, toàn bộ áp lực của trận đại chiến này đều đè hết lên trên người của hắn. Mà cái này ngược lại chính là thứ hắn cần nhất. Lần này, hắn chính là muốn đập vỡ tiên thiên thánh địa, thân thể tiên thiên của chính mình, thậm chí còn muốn đánh nát bí cảnh nguyên thần của chính mình đánh nát hết thảy tám đại biết cảnh còn muốn hủy diệt luôn đại đạo tiên thiên của chính mình hắn đã nghịch chuyển tiên thiên thành công dùng thân thể hậu thiên thành tiểu tiên thiên thần ma dĩ nhiên là đã đi ra con đường chưa từng có ai cho dù là đại toại đại tư mệnh cho dù là khởi nguyên đạo thần cũng đều vạn phần bội phục nhưng hắn thành tiểu tiên thiên thần ma trái lại cũng đã tự chế trụ chính mình chỉ cần tiên thiên thánh địa vẫn còn hắn sẽ không cách nào khiến cho chính mình Tu thành hai loại đại đạo quang minh và hắc ám. Chưa tu thành hai loại đại đạo quang minh và hắc ám, vũ trụ trong cơ thể của hắn sẽ có thể có thiếu sót chí mạng, cấp cho địch nhân cơ hội đánh chết chính mình. Bởi vì tiên thiên thánh địa của hắn chính là oanh mà hỗn độn trong đầu, diễn biến thành vũ trụ càn khôn, đại đạo thiên địa đã trong lúc khai thiên tích địa mà cố định xuống, đã trở thành tiên thiên thánh địa. Nghĩ muốn để cho tiên thiên thánh địa có thêm hai loại đại đạo quang minh và hắc ám, cũng chỉ có một cách một lần nữa quay về hỗn độn một lần nữa khai thiên ích địa, một lần nữa trở thành bản cổ. Trước đây tu vi cảnh giới của Trung Nhạc vẫn còn thấp, còn có thể mượn nhờ 3.000 đại đế và rất nhiều thần vương bảo hộ, chấn áp pháp lực mà hắn không thể khống chế, bảo vệ thần hồn của hắn, không cho thần hồn của hắn câu diệt. Nhưng hiện tại, hắn đã là tồn tại đỉnh cao nhất, trên thế gian đã không còn tồn tại cường hoành hơn hắn được nữa. Kẻ nào còn có thể chấn áp được pháp lực của hắn đây? cho dù là toàn bộ những tồn tại cường đại nhất đương kim thế gian liên thủ lại cũng không có khả năng chấn trụ pháp lực mà trung nhạc không thể khống chế này nhưng đạo giới thì lại có thể trọng áp của đạo giới càng mạnh pháp lực của trung nhạc sẽ càng bị chấn áp cắt cao hơn đạo giới không thể đập vụn được ý thức của hắn chỉ cần ý thức của hắn vẫn còn hắn sẽ có thể mượn dùng luân hồi thánh vương và đại đạo luân hồi của chính mình khiến cho vũ trụ trong cơ thể chính mình luân hồi trọng sinh tái tạo tiên thiên Luân hồi thánh vương lướt nhìn đại tội cách đó không xa một cái, chỉ thấy bàn tay đại tội nâng lên phủ tăng thần thụ. Hỗn độn hải xuất hiện trong lòng bàn tay tôn tiên thiên thần này, rồi lại có bị ngạn hoa nở rộ ở sau lưng. Một đám cánh hoa thon dài giống như giải lụa tản mắt ra hào quang chậm rãi bay lượn. Hiển nhiên, đại tội rất không yên lòng đối với hắn. Chỉ cần hắn có chút gì động nào, đại tội khẳng định sẽ thi triển ra thủ đoạn bá đạo nhất trực tiếp mà oanh sát hắn. Hai tôn lân hồi thánh vương đột nhiên nhất để cao giọng ngâm nga. Đại đạo lân hồi từ dưới bay lên giống như hai đầu đại long từ hai bên thân thể trung nhạc bay ra sau đấy sau đầu trung nhạc cũng bay ra một đạo đại đạo luân hồi dung nhập với hai đạo đại đạo luân hồi của luân hồi thánh vương ba đạo đại đạo nhất thời nối liền thành một cái viên luân trung nhạc và luân hồi thánh vương mỗi người đều đạt được một bộ phận đại đạo luân hồi luân hồi thánh vương đạt được đại bộ phận mà trung nhạc chỉ đạt được một phần nhỏ bất quá luân hồi thánh vương bị trung nhạc một đao chém vỡ một phân thành hai đại đạo luân hồi của hắn cũng bị chém ra làm đôi kết quả tạo thành chính là đại đạo luân hồi mà bất luận một tôn luân hồi thánh vương nào đạt được cũng đều không vượt qua được trung nhạc là bao nhiêu một đạo thanh âm chấn động vang lên đạo viên luân kia đột nhiên run khẽ một cái trong nội bộ viên luân lại có thêm một đạo viên luân nữa tiếp theo lại có thêm một cái nữa vô số viên luân không ngừng bùng phát về phía nội bộ từng đạo từng đạo viên luân từng tầng lớp lớp một đạo nằm trong một đạo tự hồ kéo dài vô cùng vô tận ngoài ra nội bộ của đạo viên luân đầu tiên vẫn đang không ngừng phân liệt mà trong viên luân lại xuất hiện hư ảnh của lục giới, tử vi, lục đạo giới, hư không giới, vũ trụ cổ lão, khu luân hồi thứ bảy và đạo giới vô cùng thần thánh, hạo hãn thâm thúy. Mặc dù hư không giới và đạo giới đã bị sụp đổ, thế nhưng đại đạo luân hồi chính là đại đạo lục giới đại nhất thống. Ở trong đấy vẫn như cũ ẩn chứa đại đạo của lục giới, bởi vậy mới xuất hiện hư ảnh của lục giới. Diệu tai diệu tay. Đại thoại không khỏi tán thán. Cặp mắt của hai tôn luân hồi thánh vương cũng sáng ngời, hô hấp có chút dồn dập. Đại đạo luân hồi hoàn chỉnh so với đại đạo mà bất kỳ kẻ nào trong bọn họ đạt được cũng tinh diệu hơn rất nhiều. Thật không hổ là đại đạo lục giới đại nhất thống đầu tiên. Mặc dù hắn là luân hồi thánh vương, thế nhưng trung nhạc đã đạt mất cơ duyên của hắn, một đao chém hắn thành hai mảnh, cho nên bản thân hắn cũng không đạt được đại đạo luân hồi hoàn chỉnh. Chỗ tàn nhẫn nhất của trung nhạc chính là bộ phận đại đạo luân hồi, hắn cướp đoạt kia chính là đại đạo trong thánh địa luân hồi. Cho dù luân hồi thánh vương có chết đi, một lần nữa phục sinh trong thánh địa luân hồi cũng vẫn sẽ thiếu đi bộ phận đại đạo kia mà thần đao của trung nhạc đáng sợ tới mức nào đây hắn bị thần đao của trung nhạc chém ra làm đôi cho dù có phục sinh trở lại cũng vẫn là hai tôn luân hồi thánh vương độc lập không thể dung nhập lại một thể nghĩ muốn dung nhập lại một thể chỉ khi nào đạt được đại đạo luân hồi hoàn chỉnh mới có thể làm được mà hiện tại đại đạo luân hồi hoàn chỉnh đang xuất hiện trước mặt hắn sao luân hồi thánh vương có thể không động tâm cho được bất quá là ấn của cái ước hỗn độn vẫn còn hắn chỉ có thể áp chế xuống cùng với trung nhạc thôi động đại đạo luân hồi đám viên luân kia vẫn còn đang ong ong chấn động không ngừng bộc phát ra thêm càng nhiều đại đạo đạo viên luân nữa về phía trung tâm mà trung nhạc chính là đang đứng ở trung tâm đám viên luân kia hư ảnh lục giới không ngừng xoay chuyển xoay quanh hắn từ hồ hắn chính là kỳ điểm của vũ trụ đại đạo luân hồi hoàn chỉnh chất chứa ảo diệu vô cùng thần kỳ từng đạo từng đạo viên luân xinh đẹp lộng lẫy mỗi một đạo viên luân đều mang theo đại đạo vô tận phát ra đạo âm du dương, ý cảnh chất chứa trong mỗi một đạo viên luân đều không giống với nhau. đây chính là đại đạo luân hồi hoàn chỉnh, đại đạo trí cao, còn siêu việt hơn cả đại đạo sinh mệnh. trung nhạc đứng ở trung tâm của viên luân nhìn ra bên ngoài, những gì nhìn thấy cũng không giống như người bên ngoài. cái mà hắn nhìn thấy chính là luân hồi lục giới, lục giới ở trong những đạo viên luân bất đồng, phảng phất như nằm trong thể không bất đồng, không ngừng vặn vẹo, biến hình, biến hóa đa đoan, thần diệu muôn phương mà đại đạo của lục giới cũng lại đang biến hóa. Các loại biến hóa đều khiến cho Trung Nhạc giật mình tỉnh ngộ, tựa hồ như đang bày trình bày cho hắn thấy sự ảo diệu của đại đạo luân hồi vậy. Diệu, thật là diệu. Trung Nhạc cũng không ngừng tán thán, một màn này quá đẹp, chất chứa đạo lý quá sâu rộng, khiến cho hắn nhịn không được lưu luyến ở trong đấy, cơ hồ đã quên đi mất chính mình, vẫn còn đang phải nâng đỡ đạo giới. Luân hồi đạo hữu có thể động thủ được rồi. Trung Nhạc thu liễm lại tinh thần của chính mình Lân hồi thánh vương thoáng do dự một chút quyết định thật nhanh lập tức tư động thất đạo đại đạo luân hồi trung nhạc cũng đồng thời lôi thôi động đại đạo luân hồi lập tức cong ong chấn động từng đạo từng đạo vân luân không ngừng ấn về phía mi tâm của trung nhạc kể cả hư ảnh của lục giới cũng đồng thời ấn vào trong cơ thể của trung nhạc bệ hạ ngươi hẳn là biết rõ cho dù ý thức của ngươi có giấu trong đại đạo luân hồi đi chăng nữa cũng không thể tuyệt đối an toàn được luân hồi thánh vương phi thân lui về phía sau rời khỏi trấn thiên phủ hắn cao giọng quát lớn áp lực của đạo giới quá lớn hoàn toàn có khả năng ép cho ngươi ở trong tầng tầng luân hồi vỡ nát kia rồi sẽ biến thành hỗn đốn đa tạ đạo hữu đã quan tâm toàn thân trung nhạc mạnh mẽ chấn động một cái đột nhiên thu hồi từng tòa từng tòa tiên thiên thánh địa kia và trong biết cảnh đạo nhất lực lượng nắm cánh tay tản ra đạo giới khoáng đạt bao la hùng vĩ nhất thời âm ầm đè xuống nhục thân của hắn chính là nguyên thần cũng chính là đại đạo nhục thân và nguyên thần không phân biệt đạo giới mạnh mẽ đẻ xuống đầu tiên ép cái đầu của hắn vỡ nát bí cảnh đạo nhất chính là ẩn giấu trong đầu của hắn là oanh mở hỗn độn trong đầu mà tạo thành hình thành không gian tương tự như vũ trụ cổ lão nhưng hiện tại vô số nhật nguyệt tinh thần trong bí cảnh đạo nhất hết thảy đều bị ép thành bột mịn vũ trụ hủy diệt đám một mịn nhao nhao chấn động khôi phục trở lại thành khiếu hỗn độn đám tiên thiên thánh địa trong bí cảnh đạo nhất cũng nhao nhao tan rã dưới áp lực kinh khủng của đạo giới bị chấn động thành khiếu độn. Tình cảnh từng tòa từng tòa tiên thiên thánh địa lần lượt bị hủy diệt, có thể xưng là khủng bố. Đứng ở bên ngoài chấn thiên phủ nhìn lại, chỉ chỉ là nhìn thấy cái đầu của trung nhạc bị đập nát, nhưng trong cơ thể trung nhạc, tình cảnh vũ trụ hủy diệt đáng sợ do chấn động tạo thành kia lại chính là hủy thiên diệt địa, toàn thể vũ trụ trong đầu của hắn bị nghiền ép trở lại thành một cái kỳ điểm. Trong nháy mắt cái kỳ điểm này hình thành, ý thức của trung nhạc được đại đạo luân hồi giấu nạp cũng không bị đạo giới hủy diệt, được chuyển rời vào trong kỳ điểm. Mà khoảnh khắc này, ý thức của chúng nhạc ở bên trong kỳ điểm nhìn ra bên ngoài, lại đã nhìn thấy một màn cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Hắn đã nhìn thấy hình ảnh vũ trụ đại bạo tạc, vũ trụ đang lúc hình thành, vô số tinh tú dùng tốc độ siêu việt hơn tốc độ ánh sáng mà bùng phát, cực nhanh bay đi, mang theo từng đạo từng đạo quang ngân, một màn này cực kỳ mỹ diệu, thế nhưng lại trầm tịch, không có bất kỳ thanh âm nào cả. Ý thức của hắn khẽ chấn động một cái, đột nhiên xuất hiện một loại lĩnh ngộ Khởi nguyên thì ra là vậy Đây mới là khởi nguyên Đây mới là chung kết Đây mới là chư thiên vô đạo Hắn đã từng tham ngộ chư thiên vô đạo Của khởi nguyên đạo thần Từng nghiên cứu mộ cổ cấp bậc đạo thần Cảm ngộ đối với chư thiên vô đạo rất sâu Thậm chí còn siêu việt hơn hắc đế Còn đã siêu việt hơn khởi nguyên thần vương Nhưng cho dù hắn có tìm hiểu như thế nào Thủy Chung cũng không thể siêu việt hơn được khởi nguyên đạo thần Thậm chí còn là cách biệt cực xa nhưng hiện tại ngay tại khoảnh khắc bí cảnh đạo nhất của hắn hủy diệt này, hắn trong lúc bất chợt đã ngộ ra, đã ngộ ra được khởi nguyên và trung kết, đã ngộ ra được chư thiên vô đạo chân chính. Thì ra là thế, thì ra là thế. Bí cảnh đạo nhất đổ sụp, thân là đầu mối của toàn bộ bí cảnh, toàn bộ pháp lực, toàn bộ đại đạo trong cơ thể của hắn. Cứ như vậy sụp đổ, trực tiếp khiến cho pháp lực của hắn không thể khống chế, đại đạo không thể khống chế. Bí cảnh âm dương của hắn cũng theo đó sụp đổ, vỡ vụn, biến thành hỗn độn Tiếp theo chính là biết cảnh thần tài, vạn tượng, ngũ hành, huyết mạch, trụ quang, rồi không gian. Những biết cảnh to to nhỏ nhỏ còn lại trong cơ thể hắn nhao nhao sụp đổ tan rã, đại đạo bị chấn thành bột mịn. Nếu không phải có đại đạo luân hồi bảo bảo hộ, chỉ sợ ý thức của hắn cũng đã bị ép cho thành bột mịn, ép thành khiếu độn, không còn tồn tại. Nhưng cho dù là như vậy, ý thức của trung nhạc ở trong trung tâm của đại đạo luân hồi cũng nhìn thấy từng vòng, từng vòng luân hồi ở bên ngoài đang yên diệt, bị hủy diệt dưới áp lực đáng sợ của đạo giới. Loại tốc độ sụp đổ này cực kỳ đáng sợ, thế nhưng cũng may từng đạo từng đạo luân hồi vẫn như cũ đang không ngừng sinh sôi, khiến cho đạo giới mặc dù vẫn luôn đang không ngừng đè xuống, thế nhưng thủy chung cũng không thể đè tới chỗ hạch tâm của đại đạo luân hồi. Đạo giới không ngừng đè xuống, trong nháy mắt đã đè tới bản chân của hắn. Đối với luân hồi thánh vương và đại toại, đây chỉ là chuyện tình trong nháy mắt, nhưng đối với ý thức của trung nhạc trong đại đạo luân hồi là là dài dằng dặc vô cùng thậm chí phẳng phất như là vĩnh hằng vậy. Nơi này không có thời gian, không có không gian, hết thảy mọi thứ, tự hồ cũng đều không tồn tại. Hiện tại toàn thân Trung Nhạc đã vỡ nát, từ ý nghĩa hình thường, bình thường, hắn là đã tử vong. Cho dù là từ góc độ của tiên thiên thần ma, thì thánh địa của hắn đã vỡ vụn, đại đạo của hắn đã tan rã, nhục thân đã biến thành bột mịn, cho dù ý thức vẫn còn, nhưng hắn cũng tính là đã triệt để tử vong mà từ góc độ càng vĩ mô như lại vũ trụ trong cơ thể của hắn đã sụp đổ bị đạo giới ép thành bột mịn biến thành khí hỗn độn đây chính là đã triệt để tử vong nhưng hắn lại chưa chết ở trong đại đạo luân hồi tử vong chỉ là tạm thời đình chỉ tiến lên dừng lại nghỉ chân một chút mà thôi trong đại đạo luân hồi không có tử vong trên ý nghĩa chân chính hơn nữa trung nhạc cũng vẫn còn lưu lại hậu thủ mặc dù nhục thân của hắn đã bị ép thành khí hỗn độn thế nhưng toàn bộ tu vi đều được lưu lại trong hỗn độn bị đạo giới gắt cao chấn áp tu vi của hắn cũng không bởi vì nhục thân tự giải mà sụp đổ tiền vốn để trung nhạc tái diễn lại vũ trụ càn khôn trong cơ thể chính là ẩn giấu ở nơi đấy ý thức của trung nhạc chuyển động vô cùng tối tăm ý thức của hắn vừa chuyển động liền dẫn phát luân hồi chuyển động phi thường kỳ diệu luân hồi biến hóa ngàn vạn hắn phẳng phất như đang kinh lịch vô tận luân hồi mỗi một lần luân hồi đều có những lĩnh ngộ bất đồng ý thức của hắn dung hợp với đại đạo luân hồi cũng phát sinh ngàn vạn biến hóa hắn cảm giác được rằng chính mình khi thì biến thành khởi nguyên khi thì biến thành hắc đế khi thì biến thành bạch đế rồi khi thì biến thành lôi trạch có lúc lại biến thành hoa tư đây cũng không phải là biến hóa chân chính hắn cũng chưa từng biến thành khởi nguyên hay hắc bạch nhị đế mà là diệu ngộ do đại đạo luân hồi mang tới khiến cho hắn đi thể nghiệm bản chất của những loại đại đạo này cho dù là luân hồi thánh vương cũng chưa từng kinh lịch qua loại diệu ngộ này luân hồi thánh vương trước khi xuất thế đã bị hắn đoạt mất cơ duyên chém đứt nhục thân đại đạo của bản thân cũng không được hoàn chỉnh. Nhưng hiện tại, đại đạo luân hồi mà hắn thấm nhuần lại là, là đại đạo hoàn chỉnh. Hết thảy ảo diệu của đại đạo luân hồi đều bao quát trong luân hồi tại thời điểm ý thức chuyển động mang tới. Các loại biến hóa tùy tâm đạt được tinh túy của nó. Chủng loại đại đạo thiên địa trong lục giới vô cùng phong phú, nhưng đại đạo luân hồi lại là, là đại đạo lục giới đại nhất thống đầu tiên, thậm chí ngay cả đại đạo của đạo giới cũng đều bao quát ở trong đấy nếu như có thể luân hồi một lần thể ngộ ra tinh túy của những đại đạo này đối với hắn chính là một, là một lần để thăng bay vọt mặc dù công pháp của hắc bạch nhị đế chưa từng lưu truyền ra ngoài nhưng trung nhạc đã từng bắt giữ hắc đế quá khứ giao cho phong hữu trung nghiên cứu rất nhiều năm cũng từng đạt được nhục thân và đạo huyết của bạch đế cũng giao cho phong hữu trung nghiên cứu một đoạn thời gian những gì phong hữu trung đạt được cũng đều truyền thụ lại cho trung nhạc mặc dù hai loại đại đạo quang minh và hắc ám nghiên cứu ra cũng chỉ là tiêu chuẩn hậu thiên nhưng muốn từ hậu thiên luyện thành tiên thiên đối với trung nhạc và phong hữu trung cũng không tính là quá khó khăn tại thời điểm mở ra hỗn độn trong đầu trung nhạc có thể dựa vào hậu thiên diễn biến thành tiên thiên càng huống chi hiện tại lại có đại đạo luân hồi bổ trợ có lẽ ta có thể dựa vào cái này tìm hiểu ra đại đạo luân hồi hoàn chính trung nhạc đột nhiên ngẩn ra trong lòng thầm nghĩ không biết ta tái tạo cản khôn tái diễn thiên địa cũng có thể tái diễn ra đại đạo luân hồi tái tạo luân hồi hay không đây? nếu là như vậy ta một lần nữa khai thiên mở ra cũng không phải là vũ trụ của lão mà là trong đầu của hắn chợt sinh ra một ý niệm cổ quái mà là đạo giới sao đại đạo luân hồi nhất thống chẳng phải chính là đạo giới hay sao đạo giới chính là tương đương với biết cảnh đạo nhất trong biết cảnh nguyên thần của luyện khí sĩ trí cao vô thượng đại đạo chất chứa càng cao cấp hơn một bậc trong cơ thể của hắn mở ra hỗn độn tái diễn hồng hoang thay vì mô phỏng theo vũ trụ cổ lão khai mở ra, không bằng mô phỏng theo đạo giới khai mở ra. Như vậy, so với mô phỏng theo vũ trụ cổ lão khai mở ra sẽ càng cường hành hơn rất nhiều. Trước đây, hắn không có đại đạo luân hồi, mở ra hỗn độn trong đầu cũng không thể sáng tạo ra đạo giới, nhưng hiện tại đã có đại đạo luân hồi, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Nếu như không xem đạo giới, vũ trụ cổ lão hư không giới thành từng cái từng cái thế giới, mà xem thành từng cái, từng cái biết cảnh. Vậy đạo giới chính là biết cảnh đạo nhất rồi ý thức của Trung Nhạc trở nên kích động, càng chuyển càng nhanh. Ba ngàn lục đạo giới chính là bí cảnh vạn tướng, hư không giới chính là bí cảnh thần tay. vũ trụ cổ lão là bí cảnh âm dương, tử vi là ngũ hành, mà khu luân hồi thứ bảy chính là bí cảnh huyết mạch, bí cảnh sâu chuỗi nhục thân và linh hồn lại với nhau. Suy nghĩ của Trung Nhạc xoay chuyển càng lúc càng nhanh, mở ra đạo giới chính là mở ra bí cảnh đạo nhất, bất quá diễn biến vũ trụ bất đồng với luyện khí sĩ tu luyện vũ trụ là bắt đầu diễn biến từ vũ trụ của lão từ âm dương tới ngũ hành rồi từ thần tài rồi tới vạn tượng rồi mới tới huyết mạch cuối cùng mới là đạo nhất hai trăm vạn năm trước đại tư mệnh mở ra đạo giới chính là muốn mở ra đạo nhất nhưng lại đã thất bại cuối cùng chính là đám người trung nhạc và khởi nguyên đạo thần đã mở ra đạo giới mà cũng chính là trung nhạc và đại tư mệnh đã hủy diệt đi cái đạo giới tàn phá này nếu như mở ra hỗn độn ở trong đầu có thể nào dựa theo trình tự đạo giới đạo nhất vũ trụ cổ lão âm dương hư không giới thần tài lục đạo giới vạn tượng tử vi ngũ hành khu luân hồi thứ bảy huyết mạch dùng vũ làm không gian hạo hãn dùng trụ làm thời gian thâm thúy thành lập nên một hệ thống vũ trụ luân hồi ở trong cơ thể hay không đây có lẽ đây mới là chính thống trung nhạc nhất thể ngơ ngẩn nếu như thật sự có thể làm được một bước này đối với hệ thống tu luyện đồ đằng hiện tại chỉ sợ sẽ là một trận đại phá vỡ thật lớn phải biết rõ phương pháp tu luyện nghịch chuyển tiên thiên chỉ là phần bổ sung đối với hệ thống tu luyện đồ đằng của đại thoại mà thôi. Có thể đạt tới thành tựu mà đại thoại nằm mơ cũng muốn. Có thể đạt tới thành tựu mà đại thoại nằm mơ cũng muốn mà loại hệ thống tu luyện mới này lại là hoàn toàn phá vỡ hệ thống tu luyện đầu đẳng của đại thoại, Bởi vì hệ thống tu luyện mới này là dùng thành tựu tiên thiên thần ma là mục đích đầu tiên, dùng đạo thần là mục đích cuối cùng. Thành tựu tiên thiên thần ma trái lại chỉ là một mục tiêu nhỏ nhoi mà thôi. Diễn biến biết cảnh đạo nhất thành đạo giới toàn thể đạo giới trở thành tiên thiên thánh địa của chính mình. Chính mình diễn sinh ra từ trong đạo giới, vừa sinh ra đã là đạo thần, đây mới là mục đích cuối cùng. Mục đích đầu tiên ngược lại còn dễ nói, thế nhưng muốn đạt được mục tiêu cuối cùng, sợ rằng chỉ khi nào tu luyện tới cảnh giới và tiêu chuẩn hiện tại của ta mới có thể làm được thôi. Trung nhạc lâm vào suy tư, nghĩ muốn đạt tới mục đích cuối cùng, mục tiêu cuối cùng, còn cần phải có áp lực cường đại như đạo giới, chấn trụ, tu vi, hơn nữa còn cần đại đạo luân hồi hoàn chỉnh thống nhất luân hồi mới có khả năng làm được một bước này Tuy nhiên cũng chỉ là có khả năng mà thôi loại phương pháp tu luyện này mặc dù đã phá vỡ hệ thống tu luyện đồ đằng của đại toại nhưng có thể có cơ hội làm được một bước này tu thành mục tiêu này sợ rằng chỉ có một mình trung nhạc mà thôi thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một cái cũng đều không được thiên thời là đại tư mệnh mở ra đạo giới địa lợi là đạo giới vẫn chưa ổn định để ép xuống nhân hòa là luân hồi thánh vương tương trợ không có những nguy hiểm khác ba cái này đều là cùng một lúc phát sinh nghĩ muốn tái diễn một lần nữa đã không có khả năng hơn nữa có thể luyện thành hay không cũng vẫn là còn chưa thể nói trước được ý thức của trung nhạc ba động đột nhiên phân liệt một cỗ ý thức mượn đại đạo luân hồi trở thành khởi nguyên một cỗ ý thức trở thành hắc đế một cỗ ý thức trở thành bạch đế một cỗ ý thức trở thành vũ thanh thần vương rồi một cỗ ý thức trở thành vũ quang thần vương một cỗ ý thức trở thành lôi trạch, một cỗ ý thức trở thành đại toại. Ý thức trung nhạc không ngừng phân liệt, không ngừng diễn biến, không ngừng luân hồi, đã trở thành rất nhiều thần vương và tồn tại chấn động cổ kim, trở thành các thần minh thống trị lục giới, nắm giữ đại đạo của lục giới. Trong giây lát, toàn bộ ý thức của hắn sắc nhập lại với nhau, oanh kích hỗn độn. Âm 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 âm. Ý thức của hắn nằm ầm chấn động, nghe được thanh âm nổ vang giống như vũ trụ mà ra bạo phát vậy. Khai thiên đích địa, tái diễn hồng hoang, cũng tại một lần này mà vào lúc này ở bên ngoài trấn thiên quan đại toại và luân hồi thánh vương vừa vặn nhìn thấy đạo giới rơi xuống Để ép trung nhạc thành khiếu độn trấn thiên phủ to lớn đổ sộ cũng chưa năm xe bảy vô số mảnh vỡ cũng đều biến thành khiếu độn hai người cũng đều kinh hồn bật vía khí thế đạo giới rơi xuống cực kỳ mãnh liệt nếu như thật sự rơi xuống đập vào tử vi chỉ sợ toàn bộ tinh vực tử vi cũng sẽ bị đạo giới đập nát biến thành khiếu độn cho dù là linh căn thế giới hoa cũng sẽ bị đánh thành nguyên hình, thậm chí bị đập cho chia năm xẻ bảy trực tiếp vỡ nát. Lúc đấy sẽ liền tạo thành đợt xung đột xung kích thứ hai, tử vi vỡ nát cùng với đạo giới đổ sụp sẽ đồng thời đập về phía vũ trụ của lão và lục đạo giới. Thế giới hiện tại hiện thực sẽ không còn tồn tại, khu luân hồi thứ bảy phụ thuộc vào hiện thực cũng sẽ tan rã. Lúc đấy chắc chắn chính là diệt thế. Đại tội khẽ nhíu mày, thở dài một tiếng, tế khởi phù tăng thần thụ hắn đã chuẩn bị sẵn sàng ý đồ dùng phù tăng thần thụ khiến cho chú thế đạo giới rơi xuống chậm lại một chút nhưng phù tăng thần thụ có thể ngăn cản được đạo giới hay không hắn một chút nắm chắc cũng không có hắn có thể dự đoán được phù tăng thần thụ chắc chắn sẽ bị đè gãy đập vụn bất quá cho dù là như vậy hắn cũng không thể không làm như vậy cặp mày của lân hồi thánh vương cũng nhíu chặt đã không còn chấn thiên phủ và trung nhạc chống đỡ đạo giới thật sự rơi xuống khu lân hồi thứ bảy sẽ bị hủy diệt thánh địa lân hồi của hắn cũng sẽ không còn tồn tại hai người vừa mới suy nghĩ tới đây nhưng sau một khắc một cỗ lực lượng bằng bạc đột nhiên bạo phát nâng đạo giới lên đạo giới vậy mà đã đình chỉ rơi xuống ở phía dưới đạo giới cỗ uy năng kia lại càng lúc càng cường đại hơn có một loại đạo vận thần bí đang nổ vang lưu chuyển càng lúc càng mạnh sao đây là hai người kinh nghi bất định bên trong đạo giới một cỗ chấn động khủng bố chuyển tới đạo giới bởi vì rơi xuống mà khuynh đảo rất có xu thế thiên địa lật đổ sắc mặt đám người đang đại chiến chém giết trong đạo giới đều đại biến sao không có hào quang đại đạo vậy đám người khởi nguyên tứ diện thần thiên hắc bạch nhị đế đoàn đoàn chém giết xung quanh đại tư mệnh đám người lôi trạch thần long hoa tư nương nương và hậu thổ nương nương thì ở một bên tương trợ cho đại tư mệnh đại tư mệnh có chút thất hồn lạc phách cao giọng nói ta vì mở ra đạo giới đã hy sinh nhiều thần vương đại đế như vậy thậm chí ngay cả đệ đệ của ta cũng bị ta huyết tế cho ngươi Sao ngươi không cho ta hảo quang đại đạo vậy Hắn giống như đang quát hỏi đạo giới Nhưng đạo giới cũng không hề trả lời Hắn bởi vì hiểu lầm nên đã giết chết khởi nguyên thần vương Đệ đệ của chính mình Đạo tâm sớm đã vỡ vụn Hắn vốn cho rằng sau khi chính mình tiến vào trong đạo giới Hảo quang đại đạo do mở ra đạo giới mang tới Tất nhiên sẽ cuồn cuộn vọt tới Khiến cho tâm cảnh, ý cảnh đạo pháp và tu vi của chính mình Đều đạt tới tiêu chuẩn đạo thần Thế nhưng không ngờ căn bản không có bất luận một tia hào quang đại đạo nào vọt tới. Đại tư mệnh không ngừng giống giận, sinh mệnh của thụ quất thẳng về phía hỗn độn liên, áp chế hỗn độn liên, lạnh lùng nói: chính là do gốc linh căn này quấy rối làm hư chuyện của ta, dẫn tới hỗn độn khiến cho đạo giới không thể triệt để mở ra được. Hậu thổ nương nương nhíu mày, há miệng nghĩ muốn nói cho hắn biết đạo giới vẫn chưa chân chính mở ra, vẫn còn thiếu khuyết đại đạo luân hồi thống nhất luân hồi đại đạo của đạo giới. Trung nhạc từ 200 vạn năm trước trở về đã nói lại cho bọn họ biết quá trình mà ra đạo giới nàng cũng biết rõ nguồn nguồn và ảo diệu ở trong đấy muội mối không thể nói cho hắn biết được hoa tư nương nương lặng yên chuẩn âm một tiếng hậu thổ nương nương chỉ đành áp chế xuống tâm tình các ngươi liều mạng cho ta đại tư mệnh chân đạp trên thiên dực cổ thuyền hắn có chút điên cuồng mà lúng túng đại đạo sinh mệnh làm dịu thiên dực cổ thuyền long cốt của cổ thuyền bắt đầu nhanh chóng diễn sinh huyết nhục đầu rồng trước đầu thuyền vặn vẹo phát ra long ngâm ý thức của thủy long thần vương bắt đầu sống lại đại tư mệnh lạnh lùng nói lôi trách hóa tứ các ngươi ngăn cản bọn họ cho ta bằng không thủy long lập tức sẽ chết kìa lôi trách cực kỳ phẫn nộ thế nhưng lại không thể làm gì được chỉ đành dốc toàn lực ngăn cản đám người khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần nhất định nhất định là chỗ nào đó đã xuất hiện sai lầm nhất định là như vậy đại tư mệnh gào thét bay ra ngoài bên ngoài đạo giới không ngừng lầm bẩm trước đây thực lực của ta không bằng hiện tại lại đã có thể mở ra đạo giới một lần nếu đã có thể mở ra lần đâu, vậy ta nhất định là có thể mở ra lần thứ hai hắn phất tay một cái triệu hồi sinh mệnh của thụ tới sắp sửa xông ra khỏi đạo giới nhưng ngay vào lúc này đạo giới đột nhiên là mầm chấn động một tiếng đình chỉ xu thế rơi xuống tiếp theo một đạo đại đạo quang mang mang theo ảo diệu vô tận hào hào đáng đáng xông vào trong đạo giới nhất thống lân hồi của đạo giới đại tư mệnh nhất thời ngẩn ngơ đã nhìn thấy vô tận hào quang đại phóng phóng vọt về phía của chính mình đám người khởi nguyên đạo thần tứ diện thần nhất thời kinh hãi tới ngay người tại thời điểm mấu chốt này lân hồi thánh vương vậy mà đã nhất thống lân hồi của đại đạo đạo giới đây chính là muốn dồn bọn họ vào chỗ chết hay sao mặc dù đạo tâm của đại tư mệnh đã đại loạn thế nhưng thực lực cũng vẫn không tầm thường trí tuệ cũng vẫn siêu việt hơn người khác một bậc khiến cho đám người lôi trạch hoa tư không thể không hỗ trợ hắn khiến cho trung nhạc không thể không thấy hắn nâng đạo giới lên đại tư mệnh hiện tại đã khó có thể diệt trừ như vậy nếu hắn lại đạt được cơ duyên đại đạo của đạo giới trở thành đạo thần vậy kẻ nào còn có thể tranh chấp được với hắn đây đạo giới hiện tại là đạo giới hoàn chỉnh không phải là đạo giới rách nát tả tơi như trước kia nữa trở thành đạo thần trong đạo giới hoàn chỉnh thực lực sẽ đáng sợ tới mức nào đây càng huống chi đạo giới này là do đại tư mệnh đã huyết tế rất nhiều thần vương và đại đế như vậy lúc này mới sáng tạo ra được có thể nói tuyệt đại bộ phận cơ duyên đại đạo do mở ra đạo giới mang tới cũng đều tập trung lên trên người của hắn. Đương nhiên cũng có một bộ phận tập trung trên người của Luân Hồi Thánh Vương, chỉ là thu kém bộ phận của đại tư mệnh rất rất nhiều lần. Luân Hồi Thánh Vương trước thời hạn thống nhất luân hồi của đại đạo đạo giới, khiến cho đạo giới triệt đề định hình, ngay cả đám người khởi nguyên đạo thần cũng bị kéo xuống nước, khiến cho bọn họ rơi vào hiểm cảnh. Đạo giới vừa thành hình, đại tư mệnh tất nhiên sẽ đạt được cơ duyên đại đạo vô biên, trở thành đạo thần, mà đám người khởi nguyên đạo thần mặc dù cũng có thể trở thành đạo thần nhưng sẽ chậm hơn đại tư mệnh rất nhiều mà đây chính là cơ hội của đại tư mệnh đám người khởi nguyên đạo thần dám khẳng định đại tư mệnh tất nhiên sẽ tại trước khi bọn họ trở thành đạo thần kích sát hết thảy bọn họ đại tư mệnh đã trở thành đạo thần tuyệt đối là sẽ có thực lực này cái tên luân hồi thánh vương này quả nhiên là sau đầu mọc phản cốt mà lỏng lang dạ sói hắn rõ ràng là muốn mượn tay đại tư mệnh một lưới bắt gọn tất cả chúng ta đây mà Lúc này bạch đế chẳng ngập nộ khí quát lớn Đạo giới không tiện ở lâu Chúng ta lập tức hạ giới thôi Qué mắt của đám người khởi nguyên đạo thần Tứ diện thần cũng nhảy loạn Lần này lân hồi thánh vương quả thật đã đảo hố chôn bọn họ Bất quá đại tư mệnh Muốn hoàn toàn hấp thu hào quang đại đạo Cũng phải mất một đoạn thời gian mới có thể luyện hóa xong Không có khả năng hoàn thành trong nhất thời Cấp cho bọn họ thời gian để chạy trốn Đại tư mệnh bản tính bạc tình bạc nghĩa có thể cộng khổ không thể đồng cam sau khi hắn trở thành đạo thần tất nhiên cũng sẽ hạ thủ với chúng ta kìa hoa tư nương nương cũng mặc kệ công kích đám người khởi nguyên đạo thần tứ diện thần nhanh chóng nói chúng ta cũng nhanh chóng ly khai đám người lôi trạch khẩu thổ, thổ và phong hữu chung lập tức nhanh chóng rút lui phóng vọt về phía bên ngoài đạo giới các vị đạo hữu các ngươi vẫn là lưu lại nơi này đi thôi đại tư mệnh vốn dĩ cũng đang phóng vọt về phía bên ngoài đạo giới lúc này chợt dừng bước lại một cây sinh mệnh cổ thụ ngăn cách cản khôn chặn đứng đường lui của mọi người ngư khí đạm bạc nói các vị đạo huynh ngay cả ông trời cũng giúp ta hiện tại đạo giới đã thành đã tới lúc các vị nên táng thân chôn xương tại đây trở thành nhóm tế phẩm đầu tiên của đạo giới rồi đám người nhất thời bất chấp tranh đấu giữa hai phe hợp lực dốc sức giết ra ngoài đạo giới đại tư mệnh đạt được đám học quang đại đạo kia gia trì thực lực liền tăng vọt vậy mà có thể kháng trụ đợt công kích thứ nhất của bọn họ tứ diện thần cả giận nói cái tên luân hồi thánh vương này quả nhiên không chút hảo tâm trong lòng của đại tư mệnh cũng cảm thấy kỳ quái từ đầu cho tới giờ giữa luân hồi thánh vương và hắn đều là bằng mặt không bằng lòng cũng không quá giao tâm nếu không phải lần này nhất định phải dùng tới luân hồi thánh vương thì vừa rồi hắn cũng đã huyết tế luôn cả luân hồi thánh vương rồi thật nhưng không ngờ luân hồi thánh vương vậy mà ở thời khắc mấu chốt này đã nhất thống luân hồi của đại đạo đạo giới giúp đỡ hắn một tay quả thật là nằm ngoài dự liệu của hắn Luân hồi thánh vương, đây chính là bỏ gian ta đi theo chính nghĩa cũng được. Vậy thì để cho hắn làm thiên hoàng đế thay ta thống trị hạ giới vậy. Mà vào lúc này ở bên ngoài đạo giới, luân hồi thánh vương cũng còn đang không hiểu chuyện gì. Đại đạo của đạo giới đột nhiên nhất thống, đại đạo hình thành suốt thế luân hồi, đạo giới trở nên vững chãi, không tiếp tục rơi xuống nữa, cũng không thể giấu giếm ánh mắt và cảm nhận của hắn được. Chỉ là hết thảy những chuyện này không có nửa phần quan hệ gì với hắn cả đạo giới mạnh mẽ đè xuống, đập cho chấn thiên phủ thành bột mịn, đập trung nhạc thành khí hỗn độn. Nhưng sau một khắc, chính là uy năng khủng bố bạo phát, càng lúc càng cường đại, từ trong đám khí hỗn độn kia lan tỏa ra uy nghiêm cái thế, thần quang vô biên kích xạ bốn phương tám hướng. Đó là từng đạo từng đạo hào quang, quang mang vô cùng tinh tế, ngưng tụ thành thực chất kích xạ ra vô số đại thiên thời không. Tiếp theo đấy, đạo giới bị đánh cho dâng ngược lên trên bên trong đám hào quang kinh thế kia. Hắn lắng thoáng nhìn thấy một tôn thần nhân bàn cổ đang ngồi trong đấy tám cánh tay giơ lên chống trời nâng đạo giới lên đạo giới nằm giữa đám tám cánh tay của hắn giống như một quả quang cầu bị nâng lên vậy cực kỳ đẹp mắt khí thế phi phàm giống như một viên chân châu to lớn khôn cùng vậy mà đúng lúc này đại đạo của đạo giới đã được nhất thống tại sao đấy nhạc là đột nhiên nhất thống đại đạo của đạo giới như vậy luân hồi thánh vương nhấp nháy mắt nhất thời tỉnh ngộ lại đúng rồi chính là một đao giết người hắn muốn mượn tay đại tư mệnh giết chết đám người khởi nguyên đạo thần hắn đã một lần nữa nghịch chuyển tiên thiên tất cả biết cảnh trong cơ thể đều chỉ là mới sáng tạo ra thôi cảnh giới hiện tại bất ổn vẫn chưa thể hoàn toàn thu liễm pháp lực của chính mình được nếu như đám người khởi nguyên đạo thần đánh chết đại tư mệnh vậy kẻ chết kế tiếp chính là hắn ta rồi cho nên hắn mới thôi động đại đạo luân hồi làm vững chắc đạo giới tránh cho đạo giới tiếp tục chấn áp hắn hơn nữa cũng có thể mượn tay đại tư mánh giết chết đám người khởi nguyên đạo thần hắn vừa mới suy nghĩ tới đây đột nhiên một đám hào quang đại đạo chợt từ trong đạo giới tràn ra tiến nhập vào trong cơ thể đạo thân ảnh trong hỏa cang kia đúng lúc này đại đạo âm âm nổ vang ngàn vạn loại đạo âm đồng thể bạo phát vang vọng thiên địa lan truyền khắp toàn thể tử vi đạo âm trầm trọng hào hạo đáng đáng khiến cho người ta nghe xong bất giác mê ly bất giác ngộ đạo đạo âm này cũng không phải chỉ đơn thuần từ trong đạo giới chuyển ra đạo giới vừa thành đồng dạng cũng có đạo âm to rõ dày nặng chuyển ra đạo giới dù sao cũng chỉ là thế giới thuần đạo vô cùng thuần túy là thiên cao nhất trong chư thiên giới cao nhất trong chư giới là đại đạo trí thuần chí thánh luân hồi của đại đạo đạo giới đã thống nhất đã ổn định lại tự nhiên là vạn đạo tể minh đây là dị tượng của đạo giới tạo phúc cho chúng sinh không chỉ ở trong tử vi có thể nghe được mà ở trong bất luận một giới nào cũng có thể nghe được đạo âm do đạo giới phát ra nhưng trong đạo âm hạo hạo đáng đáng kia vẫn còn có một nguồn phát khác còn có một chàng đạo âm dày nặng từ trong cơ thể tôn thần nhân bản cổ trong vầng hào quang kia truyền ra du dương kéo dài phảng phất như còn có một cái đạo giới khác nữa cũng đã được thành hình đã định hình triệt để vững chắc xuống đại thoại và luân hồi thánh vương cũng nghe được hai loại đạo âm này sắc mặt bất giác trở nên quái dị hai cái đạo giới cùng tồn tại hay sao còn có chuyện tình kỳ quái bậc này nữa hay sao nhưng đạo âm kia sẽ không nói dối quả thật là có hai đạo thanh âm đạo giới đang vang vọng tu vi thực lực của bọn họ vô cùng cao thâm tuyệt đối là sẽ không nghe lầm là một cái thành tựu khác sao đại tội tán thán một tiếng Lương nổi thánh vương nhìn về phía hắn ngữ khí khách khách khí khí nói hư không chi chú thái hoàng một đại đạo của ta tu luyện từ dị hướng trước mắt tới xem thành tựu của hắn tuyệt đối sẽ không tầm thường chỉ là ánh mắt của ta vụng về không thể nhìn ra được chân tướng xin hỏi thành tiệu này của Tế Hoàng là... Đại toại mỉm cười nói. Thánh vương có được luân hồi thiên nhãn, có thể xem phá hết thẻ ảo diệu của thiên hạ. Nhất định là có thể nhìn ra được. Cho dù không nhìn ra, hẳn là cũng có thể đoán ra được mà. Cần gì phải hỏi ta như vậy? Trong lòng luân hồi thánh vương chấn động, hắn thất thanh nói. Vậy thật sự là có thể thành tựu bậc này hay sao? Cũng là nhờ của thánh vương thành toàn. Đại toại mỉm cười nói nếu không có đại đạo lân hồi của thánh vương thì sẽ không có khả năng có thành tựu bậc này thánh vương đại chiến trong đạo giới chưa có kết quả ta đi trước một bước tiến vào đạo giới trợ thủ hắn lập tức tế khởi phù tăng thần thụ xông thẳng về phía đạo giới nhưng đúng lúc này đạo giới chi môn đột nhiên xuất hiện quang mang vô biên chấn động hất đại toại văng ngược trở về phía sau đại toại hiện tại đạo giới đã mở ra rồi đối với đạo giới nhục thân của ngươi chính là tạp chất là thứ dơ bẩn ngươi không thể vào đạo giới được nữa rồi Luân hồi Thánh Vương cao giọng nói, trong lòng đại tội kết động, nhìn về phía đạo giới chi môn, chỉ thấy đạo giới chi môn nguyên nga cao vút, đỉnh thiên lập địa, chính là đại nhất tòa môn hộ trên thế gian, so với nam thiên môn của thiên đình của đế nhạc còn nguyên nga đồ sộ hơn không biết bao nhiêu lần. Nam thiên môn của thiên đình bắt đầu từ thời đại địa kỷ cũng đã đứng sừng sững ở nơi đấy, có các đời địa hoàng của thời đại địa kỷ gia trì, tế luyện chính là một kiện đế binh đỉnh cấp là đứng đầu trong tứ đại thiên môn mà một đời này lại trải qua đám tồn tại bọn trung nhạc, phong Hữu trung tế luyện, uy năng uy nghiêm của tòa môn hộ này lại càng trầm trọng hơn. cùng với lăng tiêu bảo điện, ngọc khoan giao trì, chảm đế chát đao của thiên đình được xưng là tứ đại đế bảo của thiên đình. truyền thuyết từng có một vị đế quân đi tới trước nam thiên môn muốn tham khán huyền diệu của nam thiên môn, vì vậy đã ngồi xuống bên ngoài nam thiên môn suốt một ngàn năm nhưng vẫn chưa thể nghiên cứu được thấu triệt toàn bộ huyền diệu của tòa môn hộ này. một ngàn năm sau vị đế quân này chợt có linh ngộ nhất cử tu thành đế cảnh cảm khái nói huyền diệu của nam thiên môn vô cùng vô tấn châu dù tiêu tốn cả đời cũng không thể tham ngộ được toàn bộ từ điển cố này từ điểm này cũng có thể thấy được chỗ bất phàm của nam thiên môn mà đạo giới chi môn lại là do tự nhiên hình thành là do đại đạo tạo thành không phải là nam thiên môn có khả năng sánh bằng được cái đạo giới này không biết có bị thái hoàng vệ hạ bày ra bẫy dập đạo thần hay không đấy luân hồi thánh vương nhấp nháy mắt nhỏ giọng thầm thì bẫy dập đạo thần của đạo giới trước đây vô cùng nguy hiểm ngay cả hai vị tồn tại như lôi trạch và hậu thổ bị vây khốn trong bẫy dập hơn 10 vạn năm cũng không thể thoát khốn về sau may mắn gặp được trung nhạc tinh thông đại đạo luân hồi lúc này mới khôi phục được ý thức của bản thân đợi tới lúc đạo giới cũ bị đánh nát lúc này bọn họ mới có thể thoát khỏi bẫy dập nhưng cảnh giới cũng bị rơi xuống khỏi cảnh giới đạo thần bẫy dập đạo thần của đạo giới trước đây là do luân hồi thánh vương lưu lại bẫy dập của cảnh giới đạo thần vốn dĩ chỉ là một trạm kiểm soát là khảo nghiệm cuối cùng đối với đạo thần nhưng luân hồi thánh vương đã diễn diễn biến cái bẫy dập này thành một cái động không đáy chỉ cần tiến vào trong đấy thì không thể nào mà trở ra được nữa mà lần này luân hồi của đại đạo đạo giới là do trung nhạc nhất thống nếu như trung nhạc động tay động chân trong đấy cho dù là luân hồi thánh vương cũng không thể phát giác ra được đột nhiên đạo giới chi môn chợt tấn động kịch liệt một con cự long khổng lồ ngâm dài không dứt bị đánh văng ra khỏi đạo giới chi môn long huyết vẫy đầy ở thiên không giận dữ hét lớn đại tiêu mệnh đã sắp sửa tu thành cảnh giới đạo thần rồi cái tên này lục thân công nhẫn đã thống hạ sát thủ với chúng ta đạo giới chi môn một lần nữa chấn động hội thổ nương nương cũng bị đánh văng ra khỏi đạo giới lập tức biến thành một đầu đại xà vô xong vần quanh bên trên từ trúc càng khổng lồ hơn quất thẳng về phía đạo giới chi môn một luồng đạo quang phun trào ra đánh bay cả nàng lẫn từ trúc lôi trạch tế khởi tiên thiên quả thụ giết về phía đạo giới cũng bị đạo giới chi môn đánh văng ra ngoài không thể lại tiến vào trong đạo giới, không khỏi kinh nghi bất định. Đạo giới hoàn chính còn mạnh mẽ hơn trước đây rất nhiều, không thể nào mạnh mẽ mà xông vào được. Hậu thổ nương nương suy tư nói, hiện tại chúng ta đã bị hồng trần tục vụ xâm nhuộm đạo tâm và nhục thân rồi, còn phải một lần nữa lột đi cấu thân mới có thể tiến vào đạo giới được. Sắc mặt của lôi trạch đại biến, hòa tư và phong đạo tôn nguy hiểm rồi. Gào... Kính thưa quý vị khán giả thân mến Tập 356 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ Xin chào và hẹn gặp lại